Biết sao biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sao. Vờn nhau thôi không đúng đâu, dân chơi đi chơi lại phải chút. Còn anh chỉ muốn chậm thôi, không cần quá liều. Ô anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu, anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong, em biết không, họ muốn có cháu bông. Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao, một thế giới mơ hồ. Dù ngồi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel, muốn feel dù thích em hơi nhiều. Alo, baby anh đang đâu thế? Anh ngồi sofa ở tầng duy tân ngay cạnh Poco, ok. Với mấy đồng bọn nó rủ dây qua nhà thằng Minh Khai không thật cứ mà có hẹn về em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nhá. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai, yeah. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao, một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel, muốn feel dù thích em hơi nhiều. Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao, một thế giới màu hồng. Dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel, muốn feel dù thích em hơi nhiều.